Abraham và Lot chia tay? Hay bác cháu Abraham và Lot chọn các nơi ở mới trên đất Canaan để giải quyết vụ tranh chấp về các cánh đồng cỏ? Hay bác cháu Abraham và Lot, các gia đình và đàn gia súc của họ đã định cư tại Bethel xứ Canaan, sống bên cạnh các bộ tộc người Canaan địa phương? Abraham trở nên rất giàu có về vàng bạc và gia súc. Ông Lot cũng có nhiều gia súc và lều trại, nhưng không có đủ đồng cỏ cho các đàn gia súc của cả hai bác cháu, và cũng thiếu nước cho gia súc. Các vụ tranh chấp nổ ra giữa các gia nhân của Abraham và của Lot. Vì thế Abraham nói với Lot: "Không được để cho các gia nhân của chúng ta cãi nhau nữa. Trước mặt là một vùng đất lớn. Chúng ta chia tay nhau, ai đi đường nấy. Nếu cháu chọn về phía trái, bác sẽ đi về phía phải. Nếu cháu chọn phía phải, bác sẽ đi về phía trái." Lot thấy đồng bằng sông Jordan này là vùng đất xung quanh biển chết, rất phì nhiêu. Nhưng dân sống tại vùng này rất xấu xa, đặc biệt hai thành Sodoma và Gomorrah đầy sự hư hỏng, và Lot chọn vùng đất màu mỡ này làm nơi sinh sống cho gia đình mình. Thế là Lot cùng gia đình và đàn gia súc đi về hướng đồng bằng Jordan. Họ cắm lều gần sông Sodoma. Sau khi Lot đi rồi, Chúa nói với Abraham: "Hãy nhìn quanh ngươi, tất cả vùng đất ngươi trông thấy là dành cho ngươi và dòng dõi ngươi mãi mãi. Ta sẽ làm cho dòng dõi ngươi như bụi cát trên đất, không tài nào đếm nổi. Hãy đi đến đất ta ban cho ngươi." Abraham đến định cư tại Hebron, phía tây của vùng Lot đã chọn. Ông cắm lều gần chỗ có những cây to, rồi ông dựng một bàn thờ kính Chúa tại nơi ở mới này của ông và gia đình.